Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 141, mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Khoảng 7 giờ sáng nay ngày 4 tháng 2 năm 2020, kiểm tra đột xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ hàng hóa Nữ Hoàng trên đường Nguyễn Huy Tưởng, đội an ninh công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 12, cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ lô hàng gần 2.500 hộp khẩu trang chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng sinh năm 1993, trú tại Đà Nẵng, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Toàn bộ số khẩu trang này được đóng gói trong 47 thùng các tông, bao gồm nhiều loại khẩu trang bốn lớp khác nhau. Chủ lô hàng khai nhận số khẩu trang này được thu gom, tích trữ từ trước đó nhiều ngày, đang trên đường đưa lên Lào Cai tiêu thụ thì bị phát hiện và thu giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam Phạm Tuấn Hải sinh năm 1985 ở Thượng Lý Hồng Bàng Hải Phòng và Tô Thanh Hiệp sinh năm 1988 ở quận Lê Trân Hải Phòng để điều tra hành vi giết người. Trước đó vào chiều ngày 11 tháng 1 năm 2020, trước cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, hai đối tượng đã nổ súng bắn trọng thương một nạn nhân nam trú ở xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm. Sau đó hai đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát giả trốn về Hải Phòng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại cơ quan công an, Phạm Tuấn Hải khai nhận được thuê ra Hà Nội giết nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Sau khi thỏa thuận mức giá, Phạm Tuấn Hải rủ thêm Tô Thanh Hiệp tham gia. Trước khi gây án, Hải tự trang bị một khẩu súng thể thao cùng Hiệp mặc đồng phục xe ôm công nghệ để cải trang. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức gồm Vương Đình Hào sinh năm 1975, trú tại huyện Quốc Oai Hà Nội, Nguyễn Thị Thuận sinh năm 1980, trú tại huyện Sóc Sơn Hà Nội, Nguyễn Văn Trường sinh năm 1976, trú ở huyện Sóc Sơn Hà Nội và Vương Văn Dung sinh năm 1959, trú ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Từ trung tuần tháng 12 năm 2019, công an quận Long Biên phát giác đường dây thường sử dụng giấy tờ giả lừa đảo để thực hiện các giao dịch mua bán dân sự. Các đối tượng làm giả giấy tờ xe ô tô để mang đi cầm cố lấy tiền. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện và thu giữ một máy soi tiền và tài liệu giả cùng photo giấy đăng ký xe ô tô nhãn hiệu Toyota Antis, biển kiểm soát 30A73684. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 173 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tuy nhiên cho đến nay tình trạng dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát và không có ca bệnh nào tử vong vì nhiễm virus corona tại Việt Nam. Người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và truyền tải thông tin, tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc. Công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quý Trọng, sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Ai, Hà Nội về việc thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus corona khi lên trang Facebook cá nhân tung tin về việc bệnh nhân nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện huyện Thạch Thất. Tại nước ta, đây không phải là trường hợp đầu tiên đưa tin sai lệch về đại dịch này và đây chính là những tác nhân gây nên sự hoang mang không đáng có trong quần chúng nhân dân mà nguyên nhân về cơ bản vẫn là do thiếu hiểu biết trong tiếp nhận và xử lý thông tin. Thực ra thì cái thông tin mình đăng thì là cái thông tin mà mình thấy được ở trên Facebook của một cái chủ tài khoản khác. Sau khi thấy được cái điều đó thì mình cũng thấy rất là hoang mang và lo sợ cho sức khỏe của gia đình và cộng đồng, người thân bên cạnh sau khi đăng cái tin đó thì được khoảng tầm gần một tiếng gì đó thì bản thân cũng thấy nó chưa được xác thực cho lắm thì mình cũng tự xóa đi cái tin đó. Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quý Trọng 12,5 triệu đồng vì vạ đến từ mạng xã hội. Còn lực lượng chức năng bỗng dưng lại phải thêm việc không đáng như thế này khi mà làm việc thì đã đấu tranh quyết liệt với đối tượng thì ngay lập tức là đối tượng cũng buộc phải nhận khai nhận hành vi phạm tội bởi vì chúng tôi cũng đã có những cái bằng chứng liên quan đến bài viết rồi hình ảnh đăng tải của đối tượng thì đối tượng đã nhận thấy cái sai phạm của mình và cũng đã trình bày nhận cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật Dịch bệnh không thể dập tắt trong ngày 1, ngày 2, thế nhưng đứng trước mọi nguy cơ, người dân luôn cần tỉnh táo trong quá trình tiếp nhận thông tin để phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ bản thân, gia đình một cách đúng đắn và hiệu quả. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.